Và đang có ba nụ hồng. Ba nụ hồng ấm áp. Vô đây con. Vô đây chụp hình. Ủa hôm nay sinh nhật chị sao được tặng bông vậy chị? Mà cái mặt nó còn hơn giật hụi nữa quý vị. Nó gặp tôi là cái mặt này nè. Biết tại sao lý do gì? Lúc chạy vô chương trình tưởng giật đồ không á. Không, hết hồn hết vía luôn quý vị. Biết tại sao cái mặt nó ngầu lắm. Nhưng ngoài chị thấy ấm áp hơn chưa? Đây, bây giờ có ba nụ hồng bé xíu. Bé này là tên Hương, con tên gì? Tên Hương. Ngọc Anh, thấy chưa? Ba đứa đã tặng em một bó hoa hồng rất là ấm luôn. Em Việt Hương Family. Bây giờ em đang mặc áo bà ba quý vị. Đó, rất là lạnh quý vị coi tào lao không? Trời lạnh lắm. Trời ơi, quay mặt ra đây nè. Ủa, mẹ nó cao vậy? Chó mà, cao mấy sầu lên. Nó còn không phải tao. Ủa con rồi đó, mới gặp con dễ thương lắm. Sao dạo này mặt không dữ vậy? Không phải, lúc nào dễ thương. Ở đó con gặp dễ thương lắm. Dạo này mặt dữ quá. Sao dễ thương mà không có thằng không? Con gặp giống như ngày xưa á. Con hiền lành dễ thương á con. Con mà con dễ thương mà. Xong trong dạo này gặp con mặt dữ lắm. Mặt giống như là không có vừa lòng rồi nè. Không phải. Lý do biết tại sao mặt nó quạo lắm. Mà tôi nghĩ vậy á. Cái nai giống mùi đó. Cười lên con. Đó vậy nè. Trái cười đồ lên cho đẹp. Ê chú đi con. Em là vậy đó quý vị ơi. Fan em dù có tặng cái gì đi nữa mà sống không được là vậy luôn. Vì nó cũng cỡ con tuổi của con mình mà. Đúng không? Vậy luôn cho tôi. Mặt nó ngầu lắm. Cảm ơn tụi con hết tình nha các bạn. Cảm ơn tụi con đã cho một cái bó bông tại Hải Phòng. Rất thấm. Wow. Rất là lạnh, hồi nãy Việt Hương có live stream thì Hương nói là lạnh quá. Và được cháu này gọi là gì ạ? Cháu khoái. Dạ ăn vô là khoái. Đó. Còn cái này là gì ạ? Đây cái này là à sao đỡ đen cho chị mượn coi chị quay hình luôn. À cảm ơn fan của Hải Phòng nha, hồi nãy đây là sao đỏ đen hồi nãy cho Việt Hương hoa. À đồ hoa có nghĩa là như cái vùng miền nào cũng được nuôi hết trơn á. Cảm ơn rất là nhiều. Bà cho thì lấy đi. Dạ rồi.